Cuộc đời ca sĩ Hà Thanh, những bí mật về danh ca được mệnh danh họ Mi hót trên vai Đức Phật. Có nhiều điều công chúng chưa biết về nhân cách và giọng hát của danh ca Hà Thanh, người được mệnh danh là họ Mi hót trên vai Đức Phật. Nhắc đến thế hệ danh ca Việt Nam trước năm 75, người ta thường chỉ nhớ tới Thái Thanh, Khánh Ly, Lệ Thu, Hoàng Oanh, Thanh Tuyền. Ít ai biết là Hà Thanh vì cô sống một cuộc sống trầm mặc, tĩnh tại, lánh xa bon chen, chốn sân khấu. Suốt sự nghiệp ca hát gần hơn nửa thế kỷ của mình, Hà Thanh lúc nào cũng e lệ, khiêm nhường và rụt rè khi bước lên sân khấu. Hà Thanh đi hát không nhiều, thường từ chối các lời mời diễn show, dù luôn được săn đón, trọng vọng. Cô cũng ít khi trả lời phỏng vấn và hầu như không muốn lên báo chí truyền thông. Cách hành xử này hoàn toàn đối lập với giới nghệ sĩ trong showbiz ngày nay, vốn luôn muốn lao vào danh vọng để có được tiền tài nổi tiếng bất chấp thị phi. Có lẽ vì vậy mà tầng lớp khán giả đương đại không nhiều người nhớ đến Hà Thanh, nhưng tầm vóc cô trong nền tân nhạc Việt Nam là rất lớn, xứng đáng với hai chữ danh ca viết hoa. Hà Thanh là ca sĩ hiếm hoi, đem đến chất học thuật cao quý cho dòng nhạc bolero, khiến cho nó trở nên đẳng cấp sang trọng, như được tô thêm màu bán cổ điển, nhưng vẫn đậm chất trữ tình quê hương. Ca sĩ Hà Thanh tên thật là Trần Thị Lục Hà, sinh ở Liễu Cốc Hà, huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Cô là con thứ tư trong một gia đình gia giáo, có người anh chị em mà không một người nào đi theo con đường văn nghệ, ngoài một người anh tỏ ra khuyến khích cô khi nhận thấy em mình có biệt tài ca hát, là một người theo đạo Phật. Ngày nhỏ Lục Hà theo học trường nữ trung học Đồng Khánh và đã hát trong chương trình Tiếng Nói Học Sinh Quốc Học Đồng Khánh trên đài phát thanh Huế. Năm 1955, trong cuộc tuyển lựa ca sĩ do đài phát thanh Huế tổ chức, Lục Hà khi đó mới 16 tuổi tham dự. Lục Hà đạt giải nhất với 6 nhạc phẩm rất khó, trong đó có bài Dòng Sông Xanh, và tên bài hát đó đã trở thành nghệ danh của cô, Hà Thanh. Hà Thanh tiếp tục học và có đi hát cho đài phát thanh Huế. Năm 1963, trong chuyến vào thăm Sài Gòn, Hà Thanh đã được các trung tâm đĩa nhạc Continental, Tân Thanh, Sóng Nhạc, Asia, Việt Nam mời thu thanh nhiều nhạc phẩm. Năm 1965, Hà Thanh chính thức gia nhập sinh hoạt ca nhạc ở Sài Gòn. Cô trở thành một trong những giọng ca hàng đầu của Sài Gòn khi đó. Vào giữa thập niên 1960, tiếng hát Hà Thanh thường xuyên hiện diện trên các đài phát thanh Sài Gòn Quân đội, Tự Do, trong các chương trình đài nhạc hội. Cô rất nổi tiếng với những nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông như Hàng Hàng Lớp Lớp, Chiều Mưa Biên Giới. Năm 1965, ca sĩ Hà Thanh đã hết hát cho Trường Thanh niên Phụng sự Xã hội của Trường Đại học Vạn Hạnh nghe. Trong giới văn nghệ Sài Gòn trước năm 75, có nhiều người yêu thích Hà Thanh. Nhà thơ Bùi Giáng từng làm nhiều thơ và viết sách ca ngợi nhan sắc của cô. Nhà văn Mai Thảo là một người rất si mê Hà Thanh. Ông đã từng từ Sài Gòn ra Huế để xin cưới Hà Thanh. Tiến sĩ Lê Văn Hảo cũng là người rất hâm mộ Hà Thanh. Năm 1970, Hà Thanh kết hôn với Trung tá Bùi Thế Dung của binh chủng Thiết Giáp. Năm 1972, hai người có một con gái là Kim Huyền. Sau năm 1975, Bùi Thế Dung phải đi cải tạo. Năm 1984, Hà Thanh cùng con gái được gia đình bảo lãnh sang định cư tại miền Đông Hoa Kỳ. Cất tiếng hát đem niềm vui cho người. Tại hải ngoại, năm 1988, Hà Thanh đã ghi tên theo thiền sư Thích Nhất Hạnh, đi hành hương 3 tuần lễ ở Ấn Độ. Khi đoàn lên núi Linh Thú, Hà Thanh xin được quy y lại với thiền sư và được cho pháp danh mới là Tam Ca Lăng Tăng Già. Mặc dù cô đã được quy y Phật hồi bé ở Huế, Kinh A Di Đà kể rằng ở cõi tịnh độ, mỗi lần chim ca lăng tăng già hót lên thì người nghe khởi chánh niệm, tiếp xúc ngay với Bụt, Pháp và Tăng của tự thân và ý thức rằng mình đang ở cõi tịnh độ. Ca lăng tăng già Hà Thanh cũng vậy. Cô đã làm đúng như lời thầy mong ước. Cô chỉ trình diễn trong những đại hội Phật giáo, những đại nhạc hội lạc quyên, giúp thiền nhân ở các trại tị nạn, giúp cứu trợ nạn nhân lũ lụt ở quê nhà, hay góp phần xây ngôi thiền đường này hoặc ngôi bảo tự kia. Tiếng hát của cô bây giờ là hát vì mọi người, đem niềm vui cho mọi người, giúp người bớt khổ. Cô không còn hát cho riêng mình. Điều quan trọng là cô chỉ hát những bài nhạc đạo, giúp người ta tu tập, đúng như điều thầy của cô, thiền sư Nhất Hạnh, khi đặt tên cho cô đã mong ước. Mỗi lần cô cắt tiếng hát là thính giả lại được tiếp xúc với Bụt, Pháp, Tăng của tự thân và phát khởi chánh niệm. Năm 1990, Hà Thanh có đến thiền đường Hoa Quỳnh của Làng Mai tại Ba Đi tập hát với nhạc sĩ Chí Tâm và sư cô Chân Không một số bài nhạc Phật mà thầy Làng Mai mới sáng tác. Hôm sau tại nhà hát lớn Ballad, trước 2.200 người Việt, cô đã trình diễn bài Ý thức em mặt trời tỏ rạng.
của thiền sư Nhất Hạnh và bài Hải Triều Âm của nhạc sĩ Bửu Bác sáng tác. Giọng hát của Hà Thanh rất trong, rất thanh, và khi cất lên cao vút thì lại thật ấm và ngọt ngào tỏ lan, ngân xa như những tiếng chuông hay nhất xứ Huế. Suốt trong những năm 90 đến 2000, khi Việt Nam còn cấm đón nhạc vàng, Phật tử hay truyền nhau những băng cassette pháp thoại của thầy, và rất ngạc nhiên thích thú được nghe Hà Thanh hát những bài như Vay Về Nương Tựa, Tiếng Chuông Chùa Cổ, Ba Sự Vay Về, Đây Là Tịnh Độ, Ý Thức Em Mặt Trời Tỏ Rạng, Cẩn Trọng, Trầm Hương Đốt, Trước Và Sau Các Bài Giảng. Năm 1997, Tam Ca Lân Tăng Già Trần Thị Lục Hà, Hà Thanh tiếp thọ 14 giới tiếp hiện với pháp hiệu là Chân Hỷ Ca. Trong một buổi pháp thoại cho đồng bào ở Hoa Kỳ, thiền sư Nhất Hạnh có đọc cho thính chúng nghe bài thơ do thầy sáng tác, Bên Mé Rừng Đã Nở Rộ Hoa Mai. Khi nghe lần đầu câu Thầy đi tìm con từ lúc non sông còn tăm tối, cô đã khóc và đã quyết tâm phổ nhạc bài này với những nốt nhạc trước dân tộc, trước Việt Nam, và đã nhiều lần đến hát cho tăng thân làng Mai nghe. Hôm ấy cô đã hát cho tăng thân nghe bài Bên Mé Rừng Đã Nở Rộ Hoa Mai cho chính cô phổ nhạc, thật tuyệt vời. Nhiều thiền sư có mặt ở khóa tu đã khóc vì cảm động và hạnh phúc. Năm 2011, Hà Thanh báo tin cô bị bệnh dương hồng huyết cầu. Nhờ trị bệnh này đã 7-8 năm nên bác sĩ đã giúp cô làm chủ được tình hình sức khỏe. Như mọi khi, cô rất vui mừng mỗi khi nghe thầy ghé qua miền Đông Hoa Kỳ, và vẫn tiếp tục sẵn sàng ngồi xe hơi đi 5 giờ đến thăm thầy ở tu viện Bích Nham của làng Mai ở tiểu bang New York, Hoa Kỳ. Cô đã mang tặng cho thầy cái CD chót mà Hà Thanh mới đặt nhạc mới, bài Sám Hối Thì Kệ của thầy Nhất Hạnh mà cô mới viết nhạc lại, không phải nhạc của anh Việt. Trong đó Hà Thanh lại thêm đoạn Thức Phật Diệt Tội Chân Ngôn rất ăn khách, nhất là khi Hà Thanh cất giọng lên như những tiếng chuông khánh thanh tao nhất của nhà chùa. Sau một thời gian trị bệnh hiểm nghèo, ca sĩ Hà Thanh đã qua đời vào lúc 19:30 ngày 1 tháng 1 năm 2014 giờ của Boston, tại thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Tin này lúc đầu được các thân hữu gia đình của ca sĩ Hà Thanh loan báo, và vài giờ đồng hồ sau, thân nhân từ Huế của vị ca sĩ tài danh này chính thức công bố tin này. Vào tối ngày 2 tháng 1 năm 2014, bà Trần Thị Tử Chi, thành phố Huế, đau buồn cho biết ca sĩ Hà Thanh, người ca sĩ tài danh chị ruột của bà, đã mất lúc 7:27 ngày 1 tháng 1 giờ địa phương, tức sáng thứ hai 1 giờ Việt Nam, tại thành phố Boston, Massachusetts, Mỹ, sau thời gian bị ung thư máu. Nhân 49 ngày mất của chị trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc Thừa Thiên Huế với chủ đề thương nhớ ca sĩ Hà Thanh, tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 17 tháng 2 năm 2014 tại 26 Lê Lợi, Huế, tôi có bài tổng thuật tưởng niệm chị. Huế tôi có ca sĩ Hà Thanh những ngày vào xuân 2015 này. Nhưng ngày giỗ đầu ngày 1 tháng 1 năm 2015, tôi ghi lại những kỷ niệm không thể nào quên với ca sĩ Hà Thanh. Tôi không hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc nhưng rất thích âm nhạc. Hồi trẻ có thời tập tễnh học đàn mandolin rồi violon, tuy không thành nhưng cũng có chút gian díu với âm nhạc. Năm 1956, tôi về Huế và được bác tôi là nghệ sĩ vĩ cảm Nguyễn Đình Thị, nguyên đội trưởng đội nhạc chánh Nam Triều, xin cho tôi vào học trường quốc học. Thỉnh thoảng tôi được theo bác đến đài phát thanh Huế ở đầu phía nam cầu Trường Tiền xem các nhạc sĩ ca sĩ tập dượt các chương trình ca nhạc cho đài phát thanh Huế. Từ đó tôi biết các nhạc sĩ Tôn Thất Cảnh, Lê Quang Nhạc, Văn Giảng, Ngô Ganh, Hồng Nhân, ca sĩ Hương Thủy, ca sĩ Hà Thanh, vân vân. Sau đó qua chị Nguyễn Thị Thương, con gái của bác tôi thân quen với Tôn Nữ Giao Cầm, em gái của nhạc sĩ Tôn Thất Cảnh và ca sĩ Hương Thủy. Tôi có dịp hiểu biết cặn kẽ hơn về giới âm nhạc Huế lúc ấy. Nói chung là các nhạc sĩ ca sĩ có tên tuổi họ thường ít phục nhau, nhưng đối với giọng ca trẻ Hà Thanh thì hầu như ai cũng quý. Có lần tôi thấy Hà Thanh đứng tập hát với ban nhạc do bác tôi điều khiển, trông cô như một nữ sinh chứ không như các ca sĩ Mộc Lan, Hương Thủy. Tôi thấy Hà Thanh gần gũi với mình hơn những ca sĩ khác. Hàng ngày đi học về, tôi thường ghé vào tiệm sách Yên Bác của gia đình bác Trợ Phổ, thân sinh của ca sĩ Hà Thanh, ở đường Lê Lợi gần cửa ô tô ra vào của nhà hàng khách sạn Montreal Huế cũ, để mong sao được gặp Hà Thanh. Và tôi đã được tội nguyện nhờ cái mát cháu ông Đội Thị mà tôi được làm quen với Hà Thanh một cách dễ dàng. Nhưng rồi vì không theo đuổi sở thích âm nhạc nên biết Hà Thanh mà không tân. Mãi đến năm 1963, một vài người em của Hà Thanh tham gia phong trào tranh đấu chống chế độ Ngô Đình Diệm với sinh viên học sinh Huế như Trần Thị Thí Phi, Trần Thị Bạch Lan. Chúng tôi thường đến nhà hai bạn ấy ở 18 Huyền Trân Công Chúa,
đối diện với trường Belgium, qua sông An Cựu, sông Lợi Nông, nên thân quen với gia đình này. Hà Thanh cùng tuổi với tôi, nhưng vì tôi là bạn của hai người em của Hà Thanh, nên chúng tôi xem Hà Thanh như một người chị. Năm 1965, tiến sĩ Lê ở Pháp mới về dạy Đại học Huế. Anh được cấp một gian hộ ở cư xá giáo sư đại học tại Hai Lê Lợi. Gian hộ có 5 phòng rộng quá, anh bảo tôi đóng cửa căn nhà trọ của tôi ở Đập Đá để lên cư xá ở chung với anh. Tiến sĩ Lê dạy môn dân tộc học, anh rất thích giao du với giới nghiên cứu lịch sử văn hóa. Không tuần nào chúng tôi không mời khách về dùng cơm do chính chúng tôi nấu. Những vị khách còn lưu lại nhiều kỷ niệm là nhạc sĩ cổ nhạc Vĩnh Phan, tân sinh của các nhạc sĩ Bảo Chấn, Bảo Phúc sau này, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba, nhạc sĩ Phạm Duy, học giả Phương Hồng Sển, vân vân. Những khi bận không kịp đi chợ nấu ăn, chúng tôi thường nhờ các cô em gái của Hà Thanh qua nấu giúp. Qua lại nhiều lần những ngóc ngách trong cư xá của giáo sư Lê, các cô đều biết hết. Một hôm đi dạy về, giáo sư Lê dạy Đại học Văn khoa, tôi dạy giờ ở trường Trung học Bán Công Huế. Mở cửa vào nhà, thấy trên bàn có một mâm cơm, có đầy đủ thức ăn ngon, thật lạ kỳ, giống như chuyện Tú Yên trong văn học cổ Việt Nam. Chúng tôi mở toang các cửa phòng xem thử có ai đột nhập vào trốn trong ấy không, tìm mãi không thấy ai cả. Cuối cùng chúng tôi đạp xe qua nhà chị Hà Thanh, thông báo chuyện lạ trong giang hồ chúng tôi. Hà Thanh cũng lấy làm lạ, không ngờ các cô em ở nhà sau chạy ra cười ngặt nghẽo cho biết các cô muốn chọc chúng tôi một phen cho vui. Các cô em Hà Thanh rất tinh nghịch. Có hôm các cô đang bơi trên sông, thấy tôi đi dạy về trên mình còn mặc vest tông, chân mang giày da, các cô rủ tôi xuống chiếc thuyền con để đẩy ra sông Hương chơi. Tôi đang mệt nên cũng muốn ra sông hít thở không khí trong lành một chút. Tôi bước chân lên chiếc thuyền con, chiếc thuyền chồng chành, tôi đứng ngoài chưa thăng bằng nên bổ nhào xuống nước, lớp ngớp bơi kêu cứu. Các cô nhào tới dìu tôi vô bờ, áo quần ướt sũng, nước chảy ròng ròng. Tôi giận lắm nhưng không hé môi vì sợ con gái cười đàn ông mà không biết bơi. Đầu năm 1966, nhạc sĩ Phạm Duy ra Huế với tập 10 bài tâm ca do Lá Bó xuất bản. Phạm Duy được tiến sĩ Lê mời về ở lại giang hồ của ông tại Hai Lê Lợi Huế. Tôi kể lại chuyện được ca sĩ Hà Thanh hát cho nghe lần đầu bài tâm ca số 5 để lại cho em. Nhạc sĩ Phạm Duy đề nghị tiến sĩ Lê mời Hà Thanh qua Hai Lê Lợi hát chơi. Thế là buổi hát tâm ca đầu tiên diễn ra ở Huế. Một bài tâm ca Hà Thanh chỉ đọc qua là có thể hát được ngay. Ông hòa âm nhạc Phạm Duy hết lời ca ngợi tài năng của Hà Thanh. Lần đầu tiên ca sĩ Hà Thanh biết đến thiền sư Thích Nhất Hạnh, chỉ ngỏ ý muốn tìm học cả tập thơ, chắp tay nguyện cầu cho bồ câu trắng hiền của nhà sư vừa ở Hoa Kỳ về. Tiến sĩ Lê không giấu được sự cảm phục say đắm của mình, ông gọi xe chạy qua phố mua về tặng ngay cho Hà Thanh một chiếc guitar của Ý. Thùng đàn của Ý to hơn thùng đàn sản xuất ở Việt Nam, tiếng đàn rất ấm, hợp với giọng Hà Thanh vô cùng. Tiến sĩ Lê tỏ tình với ca sĩ Hà Thanh qua món quà văn nghệ ấy, và cũng từ ấy tiến sĩ Lê và tôi có nhiều dịp qua lại gặp gỡ chuyện trò với ca sĩ Hà Thanh. Tiến sĩ Lê lúc ấy được tri thức sinh viên Huế rất mến, vì anh có một tủ sách và tài liệu lịch sử văn hóa Việt Nam xuất bản ở Hà Nội mà anh đã mua được ở Pháp. Anh lại hay cầm cờ đi biểu tình với sinh viên tranh đấu Huế. Gia đình anh rất giàu nhưng anh có nề nếp sống bình dân gần gũi với sinh viên. Nhờ thế tiến sĩ Lê được chấp nhận trà vào cái gia đình nề nếp của Hà Thanh một cách dễ dàng. Sau thời gian này tôi lo việc lập gia đình đi học Huế để làm người cầm bút của xứ Huế, không mấy khi được gặp lại Hà Thanh. Đột nhiên đến năm 1982, không rõ ai đã mách cho chị biết chỗ ở của tôi, vì đến năm đó tôi đã chuyển đến 4 năm địa chỉ. Chị kế lại nhà tôi một gian phòng hẹp của nhà hộ sinh Kim Cúc cũ tại 16 Lý Thường Kiệt, mời tôi lên 18 Huyền Trân Công Chúa đã đổi thành 18 Bùi Thị Xuân ăn cơm chia tay, để chị đi đoàn tụ ở Hoa Kỳ. Sau bữa cơm chia tay đó, tôi nghĩ không bao giờ tôi còn có dịp gặp lại Hà Thanh nữa. Nhưng rồi năm 1998, một buổi sáng tôi đang đi lo thủ tục về nghỉ hưu ở địa phương thì được bà xã tôi gọi, anh về gấp, nhà có khách. Chuyện lạ thông thường khách đến, tôi đi vắng thì bà xã tôi thay mặt tiếp hoặc hẹn lại khi khác. Nhưng lần này bảo về gấp chắc là khách quan trọng nên tôi về ngay, và đúng là quan trọng thật. Tôi về thấy một nhà người gồm gần đủ mặt những người ở 18 Hiền Trân Công Chúa cũ: Hà Thanh, chị Tố Cần, Phương Thảo, Thí Phi, Hoàng Mai và các em Trần Kim Dương. Hà Thanh cho biết gia đình trước hài cốt thân mẫu từ Hoa Kỳ về Huế nên mới đông đủ chị em đến vậy. Tôi nhớ bà cụ khi nào cũng vui vẻ, bà ca Huế rất hay. Trước đây bà hay mời các nghệ sĩ nhân ca Huế đến 18 Hiền Trân Công Chúa sinh hoạt ca Huế, và nhân đó bà giúp cho các nghệ nhân trong thời buổi khó khăn một cuộc hàn huyên hào hứng. Từng người xóa đi hết những khoảng cách, những dị biệt,
gặp lại Hà Thanh trên đất Mỹ, không tiện nhắc lại những chuyện cũ. Chỉ biết Tô Nghiên là một sinh viên Phật tử, lại là người đi theo khuynh hướng hòa bình, hòa giải dân tộc của thầy Nhất Hạnh từ hồi nửa thế kỷ trước, nên chị kể chuyện chị quy y lại với thầy và chị dành nhiều thời gian tu chánh niệm, niệm Phật, hát nhạc thiền và tọa thiền theo pháp môn Làng Mai. Chị tặng tôi một CD chị niệm A Di Đà Phật rất thanh thoát. Cho đến bây giờ, mỗi lần thấy đầu óc căng thẳng, tôi lại nghe chị niệm Phật thay cho những bài hát êm dịu mà trước đây tôi rất thích.